Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục giải đáp thắc mắc cùng chuyên gia kỹ thuật Galewatt. Các bạn thân mến, chúng ta đang bước vào những tháng hè nắng gắt. Đây cũng là khoảng thời gian mà người dùng thường xuyên gặp phải những vấn đề do sử dụng đồng hồ không đúng cách. Trong video lần này, Minh Ngọc cùng anh Thành Nam, kỹ thuật viên tại trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng Galewatt, sẽ mang đến cho các bạn một số tư vấn để sử dụng đồng hồ một cách an toàn nhất trong mùa hè này. Xin chào anh Thành Nam. Một trong những vấn đề mà người dùng thường hay gặp nhất trong mùa hè đấy chính là đồng hồ bị vào nút. Thì anh có lời khuyên nào dành cho người dùng để hạn chế tình trạng này? Ở trung tâm bảo hành đồng hồ Galewatt thì rất hay gặp những trường hợp khách hàng sử dụng đồng hồ này vào nước. Với những trường hợp đồng hồ cũ sử dụng lâu năm, khách hàng mang ra ngoài thay pin thì cái phần gioăng của chiếc đồng hồ đó thì đa số nó bị hỏng và dẫn đến tình trạng đồng hồ vào nước. Còn với những chiếc đồng hồ mới ấy, thì thường là khách hàng sử dụng quá mức cho phép dùng nước của nhà sản xuất, ví dụ như đồng hồ 3 đến 5 ATM, nhưng mà khách hàng đi bơi tắm thì cái trường hợp này nước rất là dễ là vào. Vì thế là khách hàng nên sử dụng đồng hồ đúng cách theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Và mùa hè này, việc mồ hôi tay ảnh hưởng tới đồng hồ là khó tránh khỏi. Vậy có cách nào để giữ vệ sinh cho đồng hồ không thưa anh? Và với riêng dây da thì liệu có cách nào để kéo dài tuổi thọ dây nếu người đeo có nhiều mồ hôi tay? Vào mùa hè thì việc mồ hôi tay thì ảnh hưởng đến đồng hồ là khó tránh khỏi. Và để mà giữ vệ sinh cho chiếc đồng hồ của bạn thì với những chiếc đồng hồ mà kim dây bằng vỏ kim loại hoặc là mạ vàng thì bạn nên thường xuyên một tháng thì bạn nên lau chùi vệ sinh một lần, thì nó sẽ đảm bảo được đồng hồ của bạn nó giữ vệ sinh cũng như là độ bền màu nó tốt hơn. Và với những đồng hồ dây da thì bạn nên tránh sử dụng nước thường xuyên, cũng như là nếu mà đồng hồ mà dây bị vào nước thì bạn nên để khô chiếc dây da đó, thì cái chất liệu dây da nó sẽ bền hơn. Vậy việc vệ sinh đồng hồ thì sẽ vệ sinh như thế nào thưa anh? Với những đồng hồ mà dây sắt thì bạn có thể dùng bàn chải đánh răng xoa một ít kem đánh răng, thì bạn có thể chải sau đó rửa nhẹ qua bằng nước sạch và dùng khăn mềm lau khô. Và với những cái đồng hồ mà dây da thì bạn nên vệ sinh mỗi phần vỏ, còn phần trong dây da thì bạn nên dùng khăn mềm lau nhẹ để cho cái mùi hôi của dây da nó sẽ bớt phần nào. Nói về dây da thì Minh Ngọc rất là muốn nhờ anh Thành Nam đưa ra những tư vấn cho người dùng để lựa chọn dây đeo phù hợp cho mùa hè. Có loại dây nào mà vừa đảm bảo tính sang trọng mà chịu được mồ hôi không ạ? Ở Việt Nam thì hiện tại là đang rất chuộng dòng hybrid. Cái dây da được thiết kế là mặt ngoài bằng dây da và mặt trong bằng cao su, và được mặt trong thì được thiết kế thêm những lớp rãnh để thoát mồ hôi, phù hợp với những bạn có mồ hôi tay. Và với mùa hè nóng thì ngoài ra thì dòng hybrid của Heat là một hãng có thương hiệu tương đối là tốt, thì được ưa chuộng sử dụng ở Việt Nam. Và giá thành của dây hybrid của Heat này thì là trên 1 triệu. Và mùa hè này thì những vật dụng phát ra từ trường lớn như là tủ lạnh, máy điều hòa, laptop hay TV thường được sử dụng với tần suất rất là lớn. Thì liệu đeo đồng hồ trong môi trường có từ trường như vậy thì có ảnh hưởng gì không thưa anh? Vào mùa hè, những vật dụng hay phát ra từ trường lớn thì việc sử dụng đồng hồ trong môi trường này thì thực ra là có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên với những trường hợp mà các bạn mà để gần sát với những thiết bị thì nó sẽ gây ảnh hưởng lớn, ví dụ như đồng hồ sẽ chạy nhanh. Còn nếu mà trường hợp đồng hồ của bạn mà không để gần sát với cái môi trường từ trường lớn thì đồng hồ cũng không gây ảnh hưởng nhiều. Một câu hỏi cũng được rất là nhiều người quan tâm, đó là lựa chọn đồng hồ để đi tắm biển. Vậy theo anh, đâu là những tiêu chí bắt buộc phải có đối với một chiếc đồng hồ để người dùng có thể tự tin sử dụng khi đi tắm biển ạ? Theo mình thì tiêu chí của một chiếc đồng hồ
có thể tự tin đi khi tắm biển ấy, thì là bạn nên chọn cái dòng đồng hồ mà khi hãng sản xuất ra đủ tiêu chí để đi tắm biển. Ví dụ như dòng Ocean Marco, dòng Senco Sport Spec hay dòng Driver Watt. Ngoài ra thì các tiêu chí chống nước như đồng hồ là 200m và nó được thiết kế những cái núm xoay rất là chặt để đồng hồ khi tắm biển nước sẽ không bật đi vào. Xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của anh. Các bạn thân mến, như vậy là Minh Ngọc và anh Thành Nam vừa điểm qua một số câu hỏi liên quan đến vấn đề sử dụng đồng hồ trong mùa hè nắng nóng. Hy vọng rằng với những câu trả lời này, các bạn đã có thể trang bị tốt cho mình những kiến thức để sử dụng đồng hồ hiệu quả nhất trong mùa hè. Các bạn có câu hỏi, thắc mắc về kỹ thuật, vui lòng để lại ở phần comment bên dưới. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.